Kính viễn vọng Euclid của cơ quan vũ trụ châu Âu vừa cung cấp cho chúng ta những hình ảnh đầu tiên về một phần nhỏ của bản đồ vũ trụ khổng lồ. Với độ phân giải cực kỳ cao thì những hình ảnh này cung cấp cái nhìn chi tiết chưa từng có về hàng triệu ngôi sao và thiên hà. Được thực hiện qua 260 lần quan sát từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 vừa qua thì bức tranh khám bao phủ chi tiết một vùng có diện tích lớn gấp 500 lần so với mặt trăng. Bản đồ này đã ghi lại khoảng 14 triệu thiên hà cùng hàng chục triệu ngôi sao trong dải ngân hà. Đây chỉ là 1% trong tổng diện tích bầu trời mà Euclid sẽ nghiên cứu trong sứ mệnh kéo dài. Dữ liệu từ Euclid không chỉ giúp nghiên cứu cấu trúc vũ trụ mà còn hỗ trợ các nhà khoa học hiểu rõ hơn về tác động của vật chất tối và năng lượng tối, hai thành phần chiếm tới 95% vũ trụ nhưng vẫn chưa được giải thích đầy đủ.